học nghề spa có chứng chỉ hành nghề hoặc là chứng nhận hay không? Câu trả lời là có nhé các bạn nhé. Tất cả những cái cơ sở spa uy tín sẽ cấp chứng nhận cho bạn học tại spa của họ. Còn những cái cơ sở spa uy tín hơn nữa, ở một cấp độ hơn nữa, thì họ sẽ liên kết với những cái trường cao đẳng nghề để tổ chức những cái đợt thi và cấp chứng chỉ đào chứng chỉ nghề cho bạn. Là bạn sẽ có một cái chứng chỉ nghề chăm sóc da, hoặc là phun theo thẩm mỹ, hoặc là những cái chứng chỉ liên quan để bạn có thể tự tin mở spa, để có thể dưới sự quản lý của sở y tế, các ban ngành đoàn thể, các bạn đều rất là hợp pháp luôn. Cho nên là nghề spa cũng là một nghề có chứng chỉ, cần chứng chỉ, và là một nghề rất là đáng tự hào. Chúc bạn luôn yêu nghề và thành công với nghề.